Xin chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Xuân Quyết, Long Biên, Hà Nội. Mới nhất trong ngày hôm nay đây, bên em tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về showroom bên em. Đây là một chiếc xe nằm ở phân khúc hạng C đến từ thương hiệu Nhật Bản, Việt Nam lắp ráp sản xuất 2008. Trên chiếc xe này được trang bị là động cơ 4 máy, máy là 2.0, trang bị hệ thống 16 van thẳng hàng iVTEC. Trên chiếc xe này được trang bị hộp số tự động, có hệ thống lẫy chuyển số vô lăng, là một chiếc xe bán thể thao nha quý vị. Có một cái khả năng lái, cảm giác lái rất là phấn khích, rất là hay. Nếu mà chúng ta mua với mức giá khuân tiền trên 300 triệu cũng như các option, thì trên chiếc xe này là một chiếc xe được trang bị option nhiều nhất và cảm giác lái hay nhất. Trên chiếc xe này thì bên ngoài là màu sơn bạc, hay là chúng ta còn gọi là màu lông chuột đấy. Phía bên trong của xe là nội thất màu kem, da rất là xịn, rất là chất lượng. Được trang bị ở phần trên đỉnh là có hệ thống cửa nóc. Phía bên trong của xe là được trang bị hệ thống điều hòa tự động, phanh ABS chống bó cứng 4 bánh, la răng đúc chấu to, chấu kép, la răng 15. Và được trang bị trên chiếc xe này là vô lăng có tích hợp media các phím bấm. Tiếp theo nữa là được trang bị hệ thống gương cụp xòe theo chìa khóa, xi nhan tích hợp trên gương. Vô lăng của xe được trang bị tích hợp điều chỉnh lên xuống gật gù là 4 hướng quý vị nhé. Gương của xe là được chỉnh bằng điện cụp xòe theo chìa khóa. Được mang trên mình một chiếc biển Hà Nội và biển rất đẹp quý vị nhé. Vừa là biển Tiến, lại biển kép năm sinh nữa. 30E26788. Nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đang xem video clip của em, hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh ở phía bên phải màn hình nhé. Và bật vào rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kể video nào trong tương lai. Em là Xuân Quyết, chuyên bán trao đổi, ký gửi các dòng ô tô cũ từ 29 chỗ ngồi. Địa chỉ tại 406 Ngô Tự Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Showroom trưng bày các mẫu xe ở số 36 km 3 cầu Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Số điện thoại của em để dưới màn hình là 0366 3999. Quý vị, anh chị và các bạn hãy alo cho em nhé, để có thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này cũng như tất cả các dòng xe khác bên em đang chào bán. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho toàn thể quý vị, anh chị và các bạn tất cả những kiến thức, những thứ liên quan về các cái mẫu xe ô tô đang có bán ở tại showroom bên em. Số Zalo của em là 0775805555. Phần ngoại hình của xe năm 2008 trên chiếc xe Honda Civic này được thiết kế phải nói là một cái form dáng rất là trẻ, rất là thể thao, rất là khỏe. Như những số trước thì quý vị, anh chị, các bạn quan sát ấy, em giới thiệu là những cái mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota, đúng không ạ? Thì có gì đấy nó hơi già cỗi, anh em phải trên 30 tuổi thì mới lái được. Nhưng chiếc xe này thì mỗi chúng ta ở cái thế hệ 9X từ 23 tuổi trở lên thì chúng ta ngồi Honda Civic nó là một cái gì đấy rất là trang nhã, thanh lịch, thể thao, mạnh mẽ. Năm 2008, Honda Civic chế tạo cho mình một cái khuôn mẫu phải nói là không hề bị già cỗi, mà đến năm nay là 2021, nó vẫn còn rất trẻ trung, rất mạnh mẽ, rất là thanh lịch, rất là lướt gió. Chúng ta quan sát cho em này, về cái cặp đèn, một trong những cái đôi mắt cửa sổ tâm hồn của chiếc xế hộp của mỗi chúng ta thấy không ạ? Tất nhiên nó vẫn chỉ là một cái hệ thống bóng halogen bình thường thôi, nhưng chúng ta quan sát đấy, nó có một cái góc cạnh bo ke rất là trẻ trung, rất là khỏe khoắn, rất là hiện đại, phải không ạ? Được trang bị phía bên dưới là một cái hệ thống đèn gầm, đèn sương mù giúp cho chúng ta di chuyển đi đêm rất là tốt. Ca lăng tản nhiệt thiết kế ở đằng trước là một cái miếng mạ chrome to sáng bóng, logo nằm ở phần trung tâm. Máy ấm đã nổ, điều hòa đã bật. Chiếc xe này điều hòa auto, chỉ cần mở chìa khóa khởi động thôi là ngay lập tức hệ thống điều hòa sẽ làm mát cho chúng ta trong khoang lái rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng em mở cái nắp capo lên để chiêm ngưỡng về cái khối động cơ 2.0 của Honda Civic được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam 2008 này. Nếu lần đầu tiên quý vị, anh chị, các bạn quan sát về cái khối động cơ chiếc xe này, hiển nhiên chúng ta sẽ bảo ồ, đây không phải là một chiếc xe 2008 đâu, mà nó phải là 2018 mới đúng, phải không ạ? Đây là một cỗ máy 2008, nhưng chúng ta thấy đấy, không có bất kể một dấu hiệu nào của cái sự hoen ố rỉ dầu hay có bất kể một tiếng động lạ nào quý vị nhé. Thì chúng ta quan sát cho em lại tất cả các chi tiết của xe, từ cái phần ngoài cùng ở đây, các cái đường ống nước này, còn chấm sơn zin của nhà sản xuất nguyên bản hết ở đây quý vị nhé. Một chiếc xe chạy có hơn chục vạn thôi, cho nên đấy, chúng ta thấy đấy, tất cả cái ở ngoài cùng đấy, em đang nói đến cái vấn đề là ống két nước ở ngoài thôi, làm mát thôi, nó đã nguyên bản zin đẹp tuyệt đối như thế này rồi. Máy nổ phải nói là thật sự là im, chúng ta phải để tay đây mới cảm nhận được, bởi vì động cơ nó quá là êm và chất quý vị ạ. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho em tổng quan về cái phần nắp capo. Thì bên trong chúng ta thấy đấy là một cái nắp capo sơn tĩnh điện nguyên bản zin. Tất cả các cái tem mát của nhà sản xuất vẫn nguyên bản đây, được sản xuất tại Vĩnh Phúc, Việt Nam, đời 2008 năm sản xuất đây ạ. Đã hơn 10 năm lăn bánh ở thị trường rồi, nhưng mà để mà tìm được một chiếc xe Honda Civic đẹp chất như những chiếc xe của em thì nói thật quý vị là
rất ít trên thị trường đó. Và bây giờ em sẽ đóng nắp capo xuống và chúng ta sẽ cùng với em đi quan sát tổng quan một vòng về cái phần thân của xe. Cua lốp đằng trước bên lái của chiếc xe này thì trên chiếc xe này chúng ta thấy đấy, tất cả các phần này ấy là bên em về có tỉa sơn đánh bóng thôi, thế còn lại là không có bất kể một chỗ nào có matit quý vị nhá. Đấy, cái tiếng gõ nó rất là đanh chắc, tiếng tôn của xe. Xe ở dưới đây là răng đúc 5 chấu kép rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ. Bên trong là phanh đĩa tản nhiệt ABS, ở phía trung tâm là logo của Honda. Hiện tại thì xe đang chạy một dàn đun lốp. Đấy, lốp của xe là còn rất dày quý vị ạ. Chúng ta có thể chạy cho em khoảng tầm 5 vạn nữa thì chúng ta có thể là mới phải tính đến việc thay. Bởi vì lốp này là chủ xe vừa mới thay xong, đát lốp rất là mới, đời 2019. Năm 2008 Honda Civic đã tích hợp xi nhan ở trên gương của xe rồi. Và chúng ta quan sát cho em về phần dàn kính của xe. Tổng quan dàn kính thì tất cả các kính là zin 100%. Những cái kính này thì bên em đã có dán phim 3M chống tráng gương, giúp cho cái khả năng chống chói, chống nắng, chống tia cực tím rất là tốt rồi. Được trang bị một cái vè mưa ở phía trên nữa. Và tất cả các tay mở cửa của xe thì được trang bị là hai phần. Phía trên này là ốp chrome nguyên bản zin của nhà sản xuất. Phía dưới là một cái lớp sơn nhũ theo cái phần sơn của xe. Và được trang bị một cái ốp bên hông chạy thẳng từ đằng trước chạy sang sau, một cái nẹp ở đây ạ. Và cũng có luôn cái phần thanh mạ chrome nhỏ tí ở trên này, nhìn rất là sáng bóng, rất là có một cái nét nổi trội hơn với rất nhiều các mẫu xe khác. Phần thanh ba bu nê của xe thì trên chiếc Honda Civic này phải nói thật sự với quý vị là một chiếc xe chạy ít và chạy ở đường phố Hà Nội rất là giữ gìn, cho nên ấy, tất cả các cái phần thanh hộp ba bu nê này không có một chỗ nào có một cái dấu hiệu của cái sự cong vênh hay là bị quằn ở bất kể chỗ nào quý vị nhé. Bây giờ em sẽ mở cánh cửa ra để cho toàn thể quý vị quan sát cho em tổng quan về cái phần nội thất của xe ở hàng ghế phía trước. Nội thất bên trong của xe là nội thất màu kem. Và trên chiếc xe này thì ghế đã được may trang thiết bị là ôm màu vai, đấy, giúp cho chúng ta ôm cua rất là thoải mái, rất là chắc xe. Và cái bậc lên xuống của xe đấy ạ, là một cái thanh bậc mạ chrome được trang bị viết cái chữ Civic ở trên này là một dập chìm đấy. Và cái phần nhựa ở đây là một cái chỗ nhạy cảm nhất. Trên tất cả các xe thì chúng ta đều phải là gì ạ, mở cái cửa chúng ta bước lên bước xuống ở đây thì một chiếc xe đẹp mà đi ít thì nó sẽ không bị trầy xước, còn một chiếc xe mà đi nhiều dẫm nó sẽ bị trầy xước ở đây. Thì chúng ta thấy một chiếc xe này cái phần thanh này nó còn rất là đẹp ngay ngắn. Trên chiếc xe này thì chỉ được trang bị là ghế chỉnh bằng cơ 6 hướng quý vị nhé, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng và ghế bên phụ cũng vậy. Trên chiếc xe này thì được trang bị hệ thống là âm thanh giải trí rất hay, có hai loa trung tần ở phía trước và hai loa trầm ở phía sau và hai loa xếp ở hàng đầu của xe nữa, cho nên cái khả năng tái tạo nghe âm thanh trên chiếc xe này cực kỳ hay. Phần cánh cửa của xe thì được trang bị đấy, tích hợp loa này, rồi hốc để chúng ta để nước để đồ, đấy, hệ thống điều chỉnh gương, rồi kính điện và kính bên lái là một chạm auto lên và xuống, tay mở cửa này. Trên những cái tay mở cửa của Honda Civic thì đều được trang bị là một cái miếng ốp nhựa thôi ạ, sơn màu nhũ, màu ghi theo xe nguyên bản. Tắc ly của xe được chia ra làm hai phần, một phần là nhựa cứng, một phần là bọc da. Như vậy là trên này là cao su non và dưới này là nhựa cứng. Thì trên này là màu xanh đen, ở đây là màu kem. Phần keo chỉ và gioăng thì quý vị quan sát cho em, đây là phần gioăng này. Tất cả cái phần gioăng keo này của xe là nguyên bản zin tuyệt đối quý vị nhé, không có bất kể một dấu hiệu nào của cái sự dập hay là bị vỡ cả. Phần keo chỉ của xe thì đây là cánh cửa lái, keo chỉ là zin 100% quý vị nhé, không mất bất kể một phân keo chỉ nào. Đấy, cái chỗ này này nó còn đẹp mốc như này, nếu mà chẳng hạn chỗ này chúng ta có thể là dùng một chút xà phòng hoặc là gì đó chúng ta tẩy rửa thì nó sẽ sáng lại như mới luôn. Đi sâu ở phía bên trong chúng ta sẽ nhìn quan sát cho em về ốc bản lề cánh cửa phía bên trước. Quý vị thấy đấy, không có bất kể một con ốc nào có dấu hiệu của cái sự tháo ra đâu. Đấy, chấm sơn 7 màu nguyên bản ở trên này, hệ thống vòi vòi dây điện không có một giọt sơn ta dính vào. Quay sang phần trụ B của xe, chúng ta quan sát cho em đây. Phần trụ B của xe đây, những cái phần này nó là sơn tĩnh điện nguyên bản của nhà sản xuất. Ốc bắt cánh cửa phía sau, ốc bản lề ngón tay em chỉ đấy, nguyên bản zin toàn phần. Ngàm khóa của xe vàng óng 7 màu. Phía dưới là cái nút cao su để mà đóng cửa mở cửa này, hoạt động rất là mượt mà. Tem nói về phần áp suất của lốp này. Tiếng đóng cửa của xe thì rất chắc chắn. Bây giờ em sẽ mở cánh cửa phía sau cho chúng ta quan sát. Đầu tiên ta nhìn cho em về hàng ghế phía sau. Thì quý vị quan sát đấy, hàng ghế phía sau được trang bị là có cả bệ tì tay ở phía sau quý vị nhé. Để em mở cái bệ tì tay ra cho chúng ta xem. Trên cái bệ tì tay này thì được
để luôn hai chai nước vào đây, giúp cho chúng ta ngồi di chuyển để nước nó rất là thoải mái để chúng ta di chuyển các đường xa. Trên chiếc xe này nếu mà quý vị anh chị các bạn di chuyển 4 người ấy, thì phải nói là rất là thoải mái rộng rãi. Còn nếu chúng ta đi 5 người thì cũng rất là ok luôn, bởi vì gập cái bệ tì tay lên là chúng ta ngồi 5 người rồi. Hàng ghế phía sau, mút của xe còn rất đẹp. Trên chiếc xe này gần như là hàng ghế sau không có người ngồi tới quý vị ạ. Đấy, bởi vì anh chủ nhân cũ anh chỉ đi có một mình thôi. Tiếp theo xuống dưới chúng ta quan sát cho em đấy. Bậc lên xuống này, chữ Civic này, tất cả cái phần này không có dấu hiệu của một cái chỗ nào bị trầy xước đâu quý vị ạ. Phần táp ly cánh cửa phía sau chúng ta quan sát cho em, đẹp hơn cánh cửa phía trước rất nhiều. Răng keo của xe đấy ạ, nguyên bản zin 100% luôn quý vị nhá. Keo chỉ của cánh cửa thì chúng ta khỏi phải nói đến rồi, bởi vì nó nguyên tuyệt đối. Em sẽ đóng cửa vào cho chúng ta nghe cái tiếng động đóng này. La răng sơn zin 100%, không có bất kể một dấu hiệu của một giọt sơn ta nào cả. Cua lốp của xe đấy ạ, tôn đanh chắc. La răng của xe phía sau có đôi chút là hôm qua cậu em cậu rửa hơi bẩn thôi, còn lại nó rất là sáng, không có dấu hiệu của một giọt sơn ta ở đây quý vị nhé. Đĩa của xe này phẳng căng đấy, chúng ta sờ tay đây, đĩa này bên em là không có láng nhé, không có dấu hiệu của sự tháo đĩa ra để láng lại đĩa đâu, đĩa nguyên bản quý vị nhé, phẳng căng luôn. Bây giờ em sẽ mở cái cốp lên cũng như là cái nắp bình xăng để cho chúng ta quan sát về cái phần bên trong cái lòng của cái nắp bình xăng này. Thì trên Honda Civic thì bên trong này được trang bị một cái miếng nhựa giúp cho cái việc là thoát nước tốt và cũng không bị han gì ở đây giống như là những cái xe khác. Bây giờ em sẽ mở cái cốp lên để cho quý vị anh chị bạn quan sát. Trên chiếc xe này thì thiết kế 2008, Honda Civic chỉ trang bị là hệ thống bóng đèn halogen sợi đốt thôi. Thì chúng ta thấy đấy, tất cả cái thấu kính pha đèn ở phía đằng sau của xe còn nguyên bản rất là trong mà rất là sáng, không có một dấu hiệu nào của một cái sự bị dạn chân chim hay bị ố bị đục đâu. Trên chiếc xe này thì trang bị là động cơ 2.0, hệ thống van iVTEC 16 van thẳng hàng giúp cho khả năng tăng tốc rất là tốt như lúc đầu em nói rồi. Mở cốp thì có hai cách, một mở chìa, hai chúng ta sẽ mở móc cốp ở trong bên trong. Trên chiếc xe này thì được trang bị cho mình là camera hành trình kết hợp với camera lùi, camera ở trên gương. Chữ Honda nằm ở trung tâm là logo nguyên bản của nhà sản xuất, chữ Civic. Đây là những cái này là tem mác zin nguyên bản quý vị ạ. Bây giờ em sẽ mở lên để chúng ta quan sát đấy. Phía dưới đây là một lót cốp zin nguyên bản theo xe. Chúng ta thấy đấy, cái phần nỉ của xe này này, nó còn nguyên bản zin từng chi tiết, không có chỗ nào bị bong chóc, bị rách đâu quý vị nhá. Bên trong hệ thống loa và giải trí âm thanh, phần thắt tôn của xe đây rất là đẹp. Bây giờ em sẽ nhấc cái này lên để chúng ta quan sát về miếng nỉ. Đấy, miếng nỉ zin theo xe. Cái này cũng vẫn là cái zin theo xe, có cả tem mác ở trên này quý vị nhá. Đấy, em nhấc lên cho chúng ta xem này. Ở phía dưới đây là trang thiết bị bộ kích đồ nghề để chúng ta đi đường không may bị nổ lốp, thủng lốp thì chúng ta có thể thay lốp. Đấy. La răng của xe là la răng theo xe 15 inch, giống như 4 quả la răng chạy ngoài, và lốp của xe chúng ta quan sát gần cho em đấy. Là lốp theo xe lúc nguyên bản quý vị nhá. Quả lốp này 2008 nguyên bản zin 100%, chưa hề có thay thế. Tất nhiên là chiếc lốp này thì có lăn bánh vài lần rồi. Đấy. Các cái miếng xốp của xe đây để mà để các cái công cụ đồ nghề, không hề có chỗ nào bị sắt bị vỡ cả. Và chúng ta sẽ quan sát cho em sâu về cái lòng đựng lốp xe cua đấy ạ. Đó, không có một dấu hiệu của sự han gỉ mục ngọt nào quý vị nhé. Lớp sơn tĩnh điện của xe bên trong còn rất đẹp. Em đóng xuống này, chúng ta sẽ quan sát sâu cho em một tí về cái phần gầm của xe ở phía dưới. Thì trên chiếc xe này được trang bị là hệ thống bô kép, bô thể thao quý vị nhé. Khi chúng ta đi xe, người khác nhìn từ phía sau thì Honda Civic nó là một cái gì đấy biểu tượng rất là khỏe khoắn, thể thao. Tổng quan hình ảnh phía gầm của xe, quý vị quan sát đấy và tự đánh giá. Gầm bệ của xe thì rất là chắc chắn, giúp cho chúng ta di chuyển vận hành ở tất cả mọi khung đường đều ok hết. Nội thất màu kem, tiếng đóng cửa này rất là chắc chắn. Cánh cửa phía đằng trước, bên phụ, góc mở cửa rộng 80 độ. Chỉ kém phân khúc hạng D một chút thôi. Thậm chí nhiều chiếc xe phân khúc hạng D không có trang bị option như chiếc xe này. Hàng ghế phụ là được trang bị luôn một bóng khí an toàn ở phía đằng trước. Và dưới bóng khí an toàn là được mở một cái cốp đồ để chúng ta có thể là chứa đồ, để đồ ở trong đó. Khá là rộng rãi. Phần cửa gió điều hòa thì tất cả các phần cửa gió điều hòa này của xe đều chỉnh cơ. Điều hòa thì có một vùng quý vị nhé. Hệ thống giải trí âm thanh của xe nằm ở trung tâm là hệ thống đầu đĩa CD kết hợp với cả hệ thống đài FM radio. Và trên chiếc xe này thì được trang bị cho mình là hệ thống khóa, là khóa điện điều khiển từ xa. Chúng ta chỉ cần cắm chìa khóa mở lên, nổ máy và ấn auto là điều hòa sẽ làm mát cho chúng ta toàn bộ trong khoang lái. Trên chiếc xe này được trang bị
quá nhiều các cái hầm bí mật để chúng ta có thể để đồ đạc điện thoại ở đây. Một cái hầm này chúng ta có thể cho điện thoại ở đây, chúng ta để di chuyển này. Đây là điện thoại to dài, trong điện thoại nhỏ chúng ta có thể cho ở đây hẳn được, đóng vào này. Rồi ở phần đây chúng ta có thể để được này, mấy cái điện thoại ở chỗ này luôn, những cái chỗ để rất là thuận tiện. Kéo xuống này, chúng ta ấn hai cái này ra là có thể để hai chai nước vào đây, rất là ok rồi, được chưa? Thế còn chúng ta có thể đóng vào như này thì chúng ta có thể để điện thoại vào đây. Đây để thiết kế một cái chỗ để chúng ta để hai điện thoại ép này, góc này chúng ta vẫn có thể để đồ đạc. Ở đây chúng ta có thể để được một số các cái chìa khóa nhỏ nhỏ ở chỗ này, rất là ok. Thì trên cái bệ tí tay này quý vị ạ, là chúng ta có thể trượt lên như này, đẩy xuống như này, đóng lên này, giúp cho cả hai người tí tay, và chúng ta đóng xuống. Ở dưới này mở lên được, trong này có một cái cốp. Hệ thống số của xe, khi cài về số D phía sau vô lăng, đèn phía hiển thị cái chữ D đèn xanh đấy ạ. Cần số chuyển ở số S thì ngay lập tức ở trên này chúng ta chạm tay vào cái lẫy này, chúng ta thấy dấu trừ ở tay em có không? Thì khi chúng ta di chuyển, chúng ta chuyển sang chế độ S, tức là chế độ sport đấy ạ, thể thao, thì chúng ta chỉ cần là gì ạ? Đạp ga và chúng ta chuyển 1 2 3 4 5. Và khi chúng ta đang chạy ở tốc độ chẳng hạn như là giải tốc độ 80 cây thì tốc độ đang ở số 5 chẳng hạn. Đây em đang để xe đỗ một chỗ cho nên là chúng ta không thể sang được số 3, 4, 5. Nhưng mà xe di chuyển thì chúng ta sẽ sang số như là bình thường. Chúng ta đang ở giải tốc độ là 80 cây, kéo vào trong lòng của chúng ta thôi ạ, là số ngay lập tức chuyển về số 4. Vòng tua máy nó đang ở 3.000, có thể đến 3.500, đang ở 2.000 có thể đến 3.000, giúp cho cái xe nó khỏe hơn, mạnh hơn và nó lao đi như một cơn gió. Về phần vô lăng của xe thì chúng ta quan sát từ xa cho em này. Đây là cái bề mặt da được bọc trên vô lăng nguyên bản zin 100% quý vị nhé. Trên này được tích hợp này, nick bài chuyển bài, phím tích hợp ở đây là tăng volume, giảm volume và mốt di chuyển các hệ thống kênh. Vô lăng thì được điều chỉnh đấy ạ, lên xuống này. Điều chỉnh 4 hướng quý vị nhé. Nằm ở chính giữa là đồng hồ analog. Nói về vòng tua máy, bây giờ em sẽ mồi ga để cho chúng ta xem này. Đấy là vòng tua máy. Và đồng hồ ở phía bên phải đây, em sẽ cài số để chúng ta thấy này, sẽ chuyển về số R, số lùi. Thì ngay lập tức ở trên này cũng có camera lùi luôn, có màn hình hiển thị camera lùi. Đồng hồ điện tử đây ạ, là cái cặp đồng hồ điện tử này báo ở phía bên trái ngoài cùng là nhiệt độ ở bên ngoài. Và chip A đi 113 km, em sẽ chuyển này, chip B 113 này. Odo tổng của xe 13 vạn quý vị nhé. Phía bên trên đây là một cái giải đồng hồ điện tử nhìn rất là khỏe, thể thao, bắt mắt mà được đặt ở phần sát bên kính. Phía bên trái là đồng hồ nhiệt đều báo điện tử. Ở phần trung tâm khi xe chúng ta di chuyển thì sẽ báo tốc độ ở trên đó. Phía bên phải là đồng hồ nhiên liệu. Hiện tại xe đang gần hết xăng, còn hai vạch thì đồng hồ đã báo rồi. Bây giờ em sẽ di chuyển ngắn một đoạn để chúng ta quan sát về cái phần giải đồng hồ báo ở trên đồng hồ điện tử này quý vị nhé. Chúng ta di chuyển yên tâm, không bao giờ lo về cái vấn đề là bị phạt quá tốc độ. Và quý vị anh chị các bạn quan sát cho em về phần hệ thống cửa nóc của xe nhé. Nút ở trung tâm đây chỉ cần một chạm quý vị nhé, là ngay lập tức hệ thống cửa sổ trời của xe đã được mở ra. Và nếu chúng ta muốn đóng cửa, chúng ta chỉ cần ấn một chạm đây là hệ thống cửa sổ trời tự đóng vào, được chưa? Còn cái miếng nỉ này chúng ta có thể dùng tay chúng ta kéo vào. Nếu chúng ta muốn kênh cửa để đưa hệ thống gió vào trong, chúng ta chỉ cần chạm ấn lên này thôi ạ, là đã kênh cái cửa ở phía trên này rồi, giúp cho cái không khí, cái gió đưa vào. Chúng ta đóng xuống chỉ cần một chạm thôi ạ, lại đóng xuống rồi, rất là tiện dụng, giúp cho chúng ta đi di chuyển trời thoáng mát, hóng gió rất là tốt. Thậm chí trẻ con đứng đây để ngóng gió rất là thoải mái. Bên tây được trang bị là một cái miếng che nắng, thì chúng ta thấy đấy, nội thất nó là quá đẹp. Các cái miếng nỉ, trần nỉ này, các miếng soi gương này, nó đẹp góc từng góc cạnh quý vị ạ, không có một chỗ nào bẩn nhá. Em chỉ nói cái từ là không bẩn thôi, chứ chưa nói đến cái việc là bị trầy xước han gì ở đâu cả. Đấy, các cái tem mác zin hết này quý vị này. Gương của xe mở lên từng nấc một, hoạt động rất là trơn tru, các cái lẫy này rất là nhạy. Đấy, chúng ta có thể kéo ra này, chuyển sang bên này này. Đấy, che nắng này rất là thuận tiện đúng không ạ? Và nó còn rất là đẹp, chỗ này chúng ta có thể để cài giấy tờ, rồi khẩu trang, các thứ chúng ta có thể để vào đây. Với mức giá chỉ hơn 300 triệu một chút, chúng ta đã sở hữu cho mình một chiếc xe ở phân khúc sedan 2 đầu đời 2008. Phải nói là chẳng có một chiếc xe nào có cảm giác lái tốt, chẳng có một chiếc xe nào có một cái mức giá tốt như là Honda Civic này đâu. Em cảm ơn toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã xem hết video clip của em.
Em vừa giới thiệu đến toàn thể quý vị anh chị các bạn một chiếc xe Honda Civic 2.0 đời 2008 đăng ký lăn bánh 2008 Việt Nam sản xuất. Chiếc xe này được trang bị động cơ 4 máy máy 2.0 lưỡi chuyển số trên vô lăng. Chiếc xe này bên em chào bán với giá 318 triệu, chỉ 318 triệu thôi. Chúng ta đã mua được một chiếc xe số tự động lưỡi chuyển số vô lăng rất là khỏe, rất là thể thao rồi. Nếu quý vị anh chị các bạn quan tâm chiếc xe này, hãy nhấc điện thoại gọi cho em với số điện thoại là 0365639999. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 29 chỗ ngồi tại số nhà 36 km 3 cầu Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Em xin báo giá lại, chiếc xe này bên em đang chào bán với giá 318 triệu, chưa bao gồm phí rút hồ sơ và phí sang tên. Nếu quý vị anh chị bạn xem video này thấy hay hữu ích, anh chị em bạn bè người thân mình đang cần, hãy ấn vào chia sẻ video nhé để nhiều người cùng biết đến. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị bạn trong video clip tiếp theo.